Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Đánh giá nội bộ là gì? Đánh giá nội bộ là một việc làm của doanh nghiệp được thực hiện thường niên, mang tính chất bắt buộc, được dựa trên hệ thống quản lý và chất lượng công việc của doanh nghiệp đó. Đây là một việc làm nhằm nâng cao chất lượng công việc của công ty và đáp ứng những yêu cầu chung về quy mô kinh doanh, sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Hiểu được đánh giá nội bộ là gì? Ta càng hiểu thêm về ý nghĩa của việc đánh giá nội bộ. Việc làm này là rất quan trọng bởi nó giúp khẳng định được thế mạnh và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, đối tác trong các vấn đề kinh doanh của công ty. Nói đến khái niệm về đánh giá nội bộ, theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có các định nghĩa liên quan đến đánh giá nội bộ như sau. Đánh giá được hiểu là một quá trình thực hiện có hệ thống của một doanh nghiệp, một tổ chức, một cơ sở bất kỳ, mang tính chất khách quan, nhằm mục đích đánh giá một cách khách quan dựa trên những số liệu và bằng chứng cụ thể, thực tế để định mức độ thực hiện các tiêu chuẩn đã đề ra từ trước. Đánh giá nội bộ có thể chia làm 3 loại khác nhau, bao gồm đánh giá nội bộ của bên thứ nhất. Đây là việc doanh nghiệp đó tự thực hiện việc đánh giá các tiêu chuẩn đánh giá của doanh nghiệp mình thông qua những tài liệu, bằng chứng thực tế, chính xác của doanh nghiệp. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh hệ thống quản lý của doanh nghiệp có phù hợp với tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra hay không. Đánh giá nội bộ của bên thứ hai, đây là việc mà khách hàng, đối tác, những người đã từng tham gia làm việc hay hợp tác với doanh nghiệp đó đánh giá về hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Đánh giá của bên thứ hai cũng có thể do bên thứ ba nào đó hoặc từ cơ quan quản lý. Việc này có ý nghĩa trong việc đánh giá một cách khách quan về hệ thống quản lý của doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu đã đề ra hay không. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Đánh giá nội bộ của bên thứ ba, đây là đánh giá từ bên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường là từ cơ quan chứng nhận, với mục đích xác nhận hệ thống quản lý của doanh nghiệp đó có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hay không. Quy trình đánh giá nội bộ, việc đánh giá nội bộ bên cạnh phải tổ chức đánh giá thường niên, thì mỗi lần thực hiện đánh giá nội bộ, doanh nghiệp đều phải tuân theo những quy trình nhất định. Theo đó, quy trình đánh giá nội bộ được thực hiện qua 4 bước sau đây: lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chuẩn bị hồ sơ đánh giá nội bộ, tiến hành đánh giá nội bộ, lưu hồ sơ đánh giá nội bộ. Nguyên tắc đánh giá nội bộ, ngoài phải tuân theo quy trình nhất định, việc đánh giá nội bộ còn cần phải đảm bảo các quy tắc đánh giá nội bộ theo quy định. Trong đó bao gồm 7 nguyên tắc cơ bản sau: đánh giá một cách khái quát và nhất quán dựa trên cơ sở những tài liệu, thông tin chính xác nhất, những bằng chứng có tính xác thực cao nhất của doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính công bằng, tính chính xác và tính minh bạch trong quá trình đánh giá nội bộ doanh nghiệp. Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình đánh giá, hạn chế tối đa những sai sót xảy ra, cần bảo vệ được bí mật của doanh nghiệp, nhất là bí mật kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá và chủ thể đánh giá nội bộ doanh nghiệp. Người tham gia đánh giá nội bộ doanh nghiệp cần có tính độc lập nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá. Đánh giá phải dựa trên những bằng chứng thực tế và cụ thể của doanh nghiệp, tạo mức độ tin cậy lên mức cao nhất. Phải tính đến những rủi ro có thể xảy ra để chuẩn bị trước các phương án đề phòng. Vai trò của việc đánh giá nội bộ. Việc đánh giá nội bộ là một công việc được thực hiện thường niên của mỗi doanh nghiệp. Tính thường xuyên chứng minh được rằng đánh giá nội bộ doanh nghiệp là một công việc cực kỳ quan trọng. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của việc đánh giá nội bộ doanh nghiệp. Hoạt động đánh giá nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp có thể tự đánh giá được mức độ đáp ứng tiêu chuẩn về hệ thống quản lý của doanh nghiệp mình. Từ đó có thể xem xét xem doanh nghiệp đó đã đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng nhận áp dụng thành công tiêu chuẩn quản lý, sản xuất. Đánh giá nội bộ còn có vai trò trong việc nâng cao chất lượng, đề nghị xem xét những chứng nhận cao hơn khi doanh nghiệp nhận thấy đã thực hiện đúng và đủ những yêu cầu đã được đề ra. Việc đánh giá nội bộ còn giúp các doanh nghiệp bám sát được tình hình phát triển của doanh nghiệp để tiến hành sửa chữa, cải tiến kịp thời. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.